khi Win S, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Tập thể Thành phố Hồ Chí Minh là những người ăn mừng ở chặng 3 Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng HTV Tôn Đông Á. Đó không phải là điều bất ngờ. Nhưng bất ngờ ở chỗ tay đua thắng chặng không phải Lê Nguyệt Minh mà là Javier Beret. Đồng thời các học trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt còn giành cả 3 thứ hạng đầu. Họ đã làm điều đó như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Vua Nước Rút. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Mũi tên nước rút là chiến thuật lừng danh đã giúp tập thể Thành phố Hồ Chí Minh áp đảo ở vạch đích trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là trong những chặng đua vòng quanh. Ráp đội hình giữ nhịp đoàn đua, chờ vào tầm, đẩy tốc độ đưa Lê Nguyệt Minh về rút. Kịch bản nghe chừng đơn giản như vậy nhưng không hề dễ dàng để hóa giải. Kịch bản đó có vẻ như sẽ tái lập ở vòng đua thành phố Lạng Sơn khi gần suốt 25 vòng đua trên trục đường Hùng Vương, mọi thứ diễn ra đúng như vậy. Hai tay đua đang tăng tốc để tạo ra top đầu tiên ở trên đường. Và đây là hạt kiều tấn đại tay đua của Nhựa Bình Minh Bình Dương. Ở phía sau lưng anh là một tay đua của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long. Như vậy là cả đoàn đông đã bắt kịp vào top 2 và đội viên đi đầu. Nhưng ngay sau đó thì lại lập tức có một cuộc tấn công mới diễn ra. Phạm Quốc Cường của ekip Dược Domesco Đồng Tháp vẫn đang là người dẫn đầu. Và phía sau lưng anh là cả một đoàn đông với sự chủ động về tốc độ của các tay đua thuộc ekip Thành phố Hồ Chí Minh New Group và Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Chúng ta thấy tay đua Phạm Quốc Cường của Dược Domesco Đồng Tháp đã bị các tay đua ở đoàn đông phía sau bắt kịp. Nhưng đường đua xe đạp biến ảo khó lường, luôn có những biến số xuất hiện. Và biến số ở chặng 3 xảy ra khi tập thể Đồng Nai muốn làm một mũi tên nước rút song song. Chúng ta vừa được thấy ở trên hình tay đua Louis Desirats của By Fly Đồng Nai có vẻ như đang gọi các đồng đội của mình tràn lên phía trên. Lúc này ở trong đoàn đông thì là máy cáo chính đang là các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã lùi lại phía sau. Bây giờ thì tốc độ đang được đẩy lên cao, vẫn đang do các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh New Group và Thành phố Hồ Chí Minh Vinama làm máy kéo. Nhưng ngay sau đó chúng ta đã có thể thấy các tay đua của By Fly Đồng Nai có vẻ như cũng đang có động thái để tấn công. Thì hôm nay thì đội muốn đưa cho Quỳnh Nhật Hòa về rút để cho em có thể có thêm bản lĩnh thi đấu về nước rút của em. Nhưng đây chính là lúc người hâm mộ hiểu vì sao huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt được gọi với biệt danh phù thủy xe đạp. Chiến lược gia người Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn phương án B để những tay đua vốn làm nhiệm vụ máy kéo trở thành người tấn công ở vạch đích, mang về cú hat-trick khi giành cả 3 hạng đầu. Và bây giờ sẽ là đoạn đường thẳng để về đích. Tốc độ tiếp tục được đẩy lên cao, một cuộc tấn công đã diễn ra ngay lập tức. Một cuộc tấn công của một tay đua thuộc ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. 5 tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, 6 chiếc áo vàng và Lê Nguyệt Minh ngay ở phía sau lưng. Nguyễn Tấn Hoài thì ở ngay sau lưng của Lê Nguyệt Minh. Nước rút của các vận động viên. Bây giờ chúng ta chờ xem một cuộc nước rút rất mạnh mẽ. Và như vậy tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã là người vượt qua mức trước tiên. Và bây giờ hãy cùng theo dõi lại nước rút của các vận động viên ở khu vực đích đến. Javier Beret. Vâng, một lần nữa thì chúng ta hãy cùng theo dõi lại màn nước rút rất mạnh mẽ của tay đua Javier Beret ở khu vực đích đến. Đây là một góc quay rất đẹp. Tôi đã ôm khúc cua cuối tốt hơn các đối thủ nên có được vị trí tốt. Lúc đó đội trưởng của chúng tôi ra hiệu cho tôi tấn công. Tôi đã làm theo chỉ đạo và giành chiến thắng chặng. Ở Thành phố Hồ Chí Minh còn một tông già, do đó Javi ăn là điều bình thường. Thậm chí có thể nhận định tình huống này không phải là phương án B mà là phương án A của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt. Vì Javier Beret vẫn e ngại sẽ thua đối thủ mạnh nhất trong cuộc tranh chấp áo vàng chung cuộc là Louis Desirats ở nội dung cá nhân tính giờ. Với việc giành chiến thắng chặn, có 10 giây thưởng, Javier Beret sẽ có thêm lợi thế trong mục tiêu bảo vệ danh hiệu. Đồng thời, Lê Nguyệt Minh cũng về hạng nhì, gia tăng thêm điểm áo xanh so với đối trọng Nguyễn Tấn Hoài. Đó chính là nhất tiễn song điều. Tại cùng ban huấn luyện các anh em cũng đã dự định trước rồi, sẽ có rất nhiều đội cạnh tranh sẽ lập tông kéo lên để cạnh tranh, nhưng mà về đoạn cuối ở khúc cua thì tại các anh em cũng đã nỗ lực đẩy tốc độ cao nên để các đội khác có thể hắt mất cái lợi thế vào cua. 3 năm trước cũng ở chặng đua vòng quanh trục đường Hùng Vương thành phố Lạng Sơn, Lê Nguyệt Minh để thua Nguyễn Thành Tâm chỉ về hạng nhì. Năm nay, tay đua 3 lần mặc áo xanh chung cuộc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng về hạng nhì, nhưng đã có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn cùng các đồng đội. Đó sẽ là cú hích tinh thần rất lớn để tập thể Thành phố Hồ Chí Minh lấy lại hình ảnh ăn mừng quen thuộc trong 19 chặng đua còn lại. Trước mắt là chặng 4 ngày mai từ thành phố Lạng Sơn về thủ đô Hà Nội. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình.